Kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu đột ngột qua đời. Thông tin kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu đột ngột qua đời do rơi xuống sông ở cầu Rạch Ông, quận 7 làm nhiều người bất ngờ và bàng hoàng đau xót. Kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu còn có nghệ danh là Xuân Diệu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1965, quê ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Anh theo nghề ảo thuật từ nhỏ, nổi tiếng với cặp mắt thần. Anh có biệt tài thổi bong bóng bằng mắt, uống sữa bằng mũi rồi phóng sữa ra mắt, dùng mắt để phóng phi tiêu đâm thủng bong bóng cách xa mấy mét và nhiều điều kỳ diệu từ đôi mắt thần của anh. Anh đã được kỷ lục Guinness công nhận. Chiều qua, ngày 22 tháng 2 năm 2022, Xuân Diệu làm rớt đồ xuống sông ở cầu Rạch Ông, quận 7. Anh lột hết đồ, chỉ mặc chiếc quần đùi rồi bơi ra sông tìm đồ bị đánh rơi. Lúc bơi vô thì có lẽ do chuột rút hay còn gọi là dọc bẻ nên anh bị chìm mất tích. Được biết, gia đình kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu vô cùng khó khăn. Ông ở trọ cùng vợ và hai cô con gái trong một con hẻm nhỏ ở quận 7. Nhà báo Trần Đại Phú, trưởng ban biên tập tờ báo Tin Sân Khấu đã kêu gọi trên trang cá nhân, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để phụ gia đình lo hậu sự cho nhà kỷ lục gia đa tài nhưng vắng số này. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình kỷ lục gia Nguyễn Văn Diệu.